Đồ Vô Địch Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là đầu giờ sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020. Và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc sập gỗ gụ mẫu thập điểu quần mai, kích thước là 1m8 x 2m2. Chiếc sập này thì cách đây độ 5 ngày chúng tôi đã cọ vệ sinh sạch sẽ. Còn thì cái này thì làm từ năm ngoái cơ. Làm cùng với chiếc 1m6. Thì trong khi mà hoàn thiện xong xuôi thì chiếc 1m6 đã có chỗ lắp lên. Còn cái này thì cách đây vài hôm thì mới có cái sập ở vị trí này là đi Thủy Nguyên Hải Phòng. Cho lúc này mới có chỗ để lắp lên. Tại vì cái cơ số hàng của Đồ Gỗ Đức Hiền là đến mấy ngàn sản phẩm, cho nên không thể cái nào cũng lắp lên được. Đây một loạt các cái sập đang nằm tại tầng 1 khu C đây. Cái bên này là cái 1m6 x 2m, cũng mẫu thập điểu quật mai. Và cái 1m6 x 2m thì giá là 85 triệu, còn 1m8 x 2m2 là 90 triệu. Mặt của nó là dày 2 phân đậu. Cái này cổ liền thì chân 24, dạ tiền là 10 phân, dạ hồi là 8 phân. Và với cái phần quan trọng nhất là cái phần đục chạm là hết sức tinh xảo. Quý vị để ý thấy từng cái cánh hoa, từng cái độ cong của cánh hoa, rồi cái nhị ở trong, rồi cái độ kênh bong đấy, những cái con chim thần thái như nào, từng cái lông nhỏ của con chim, từng cái ánh mắt của con chim. Quý vị để ý xem. Đây con sóc này, vô cùng tinh xảo luôn, tinh xảo đến mức độ là không thể tinh xảo hơn. Tại sao? Bởi vì là cái nếu như cái mảnh tủ chè của tôi nó có thể là kênh bong và vô cùng nhỏ thì đấy là hoàn toàn để ngắm. Nhưng cái sập này không những để ngắm nhưng vẫn phải giữ một cái mức độ cứng nhất định. Nếu không thì các cháu bé nó đạp chân vào rồi nó gãy vỡ đi. Cho nên là không được phép là mỏng hơn nữa. Đục nó phải giữ được một cái độ chắc, độ an toàn. Cái này cũng chưa lắp mặt lên được bởi vì mặt thì nó có rồi. Nhưng mà đây quý vị, tôi đi ra để quý vị nhìn thấy cái đống mặt nó rất là nhiều và nó cái mặt của nó lại ở bên trong. Đấy. Cho nên là lấy ra nó cũng đang bất tiện. Để lúc nào tiện thì tôi sẽ lắp lên nốt. Trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian thề về tham quan mua sắm ở Đồ Gỗ Đức Hiền, hoặc là có nhu cầu gì thì cứ nhắn qua Messenger hoặc là Zalo để chúng tôi sẵn sàng quay phim và báo cáo với cái số điện thoại Zalo là 0967 666 111, còn tìm Messenger là theo cái số điện thoại 0984 666 999, hoặc là gõ Nguyễn Xuân Đức Đồ Gỗ Đức Hiền. Xin tạm biệt quý vị. Nhắc lại lúc này đang là sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020.